kính chào và cảm ơn quý khán giả và bà con luôn luôn ủng hộ chúng tôi mỗi ngày trong bản tin 365 ngày chuyển động, để mỗi ngày đều cập nhật những thông tin hữu ích trên lĩnh vực nông nghiệp. Đó là động lực giúp chúng tôi sát cánh cùng nông dân vượt khó làm giàu. Hôm nay không khí sản xuất của bà con nông dân các vùng miền như thế nào? Mời bà con điểm tin nhanh trước khi đến với nội dung chính hôm nay. Nông dân Đồng Tháp kiếm thu nhập cao từ hoa sứ mới màu hồng phấn. Nông dân Lạc Dương Lâm Đồng đã xuống giống rau Tết, không khí tất bật. Phát triển cà phê rang xay Lâm Đồng, nâng tầm thương hiệu hạt cà phê Tây Nguyên. Các địa phương tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao. Thưa quý khán giả, thời gian này, bà con nông dân ở xứ sở rau hoa Lâm Đồng đã rục rịch xuống giống, chuẩn bị rau hoa các loại phục vụ cho nhu cầu dịp Tết cuối năm. Mặc dù chưa thể dự báo được chính xác là nhu cầu tiêu dùng cao hay thấp, nhưng là đầu mối cung ứng hàng của cả nước, Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch xuống giống đủ sản lượng cung ứng nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi để cho rau màu phát triển tốt. Dân và dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tới, huyện Lạc Dương có tổng diện tích rau hoa ước là khoảng 2.000 hecta, trong đó diện tích canh tác rau khoảng 1.000 hecta và hoa khoảng 1.000 hecta. Dự kiến sản lượng cung cấp cho thị trường Tết ước đạt là 30.000 tấn rau và trên 140 triệu cành hoa các loại. Các loại rau được bà con nông dân huyện Lạc Dương chọn xuống giống chủ yếu là khoai tây, hành tây, cà rốt, dền, cải bắp, cải thảo, súp lơ, su tím, bó xôi, cải cúc, đậu các loại. Đối với các giống hoa phục vụ Tết, ngoài diện tích hoa cúc, sản phẩm chủ lực của địa phương, năm nay nhiều nông dân huyện Lạc Dương đã xuống giống các loại hoa lai ơn, hoa ly, cẩm chướng, đồng tiền, cát tường, với diện tích tăng so với dịp Tết năm trước. Cùng với việc xác định các loại rau hoa chủ lực bán chạy trong dịp Tết để đầu tư xuống giống, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương cũng đã khuyến cáo bà con nông dân chú trọng khâu chăm sóc và xử lý sâu bệnh hại. Thưa quý khán giả và bà con, sứ là một loài hoa kiểng được người chơi hoa rất là ưa thích. Hoa sứ là quốc hoa của Nicaragua và Lào. Không biết từ bao giờ thì loài hoa này đã gắn liền với người dân đất nước Lào. Nếu như hoa sen ở Việt Nam gắn với nhà Phật, thì tại Lào hoa sứ gắn liền với nhà Phật. Người dân cho rằng hoa màu sắc tinh khiết, mùi hương thanh nhã, thơm ngát đại diện cho sự chân thành và niềm vui trong cuộc sống. Hội tụ ý nghĩa triết học nhân sinh cao quý, biểu hiện tính cách đôn hậu hiền hòa. Hoa được trồng phổ biến trên lãnh thổ Lào, đặc biệt là ở các khu vực gần với các tu viện chùa tháp. Ngày hôm nay thì chúng ta lại được biết thêm một loài hoa ý nghĩa tuyệt vời. Và được biết thì chúng có xuất xứ ở châu Mỹ, du nhập và phân bố rộng khắp các vùng miền Việt Nam. Trong những năm gần đây, người chơi hoa còn tạo hình, kéo gốc sứ ra, tạo thành sứ chân dài rất là thu hút khách. Hơn nữa là màu sắc của hoa cũng được người trồng chú trọng. Thời gian gần đây, nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc chuyển sang sưu tầm và trồng giống hoa sứ màu hồng phấn với giá bán cao gấp đôi giống sứ thông thường, nhưng mà rất được khách hàng ưa chuộng. Thông tin từ làng hoa Sa Đéc gửi về. Trong khi những cây sứ thông thường phải trồng đến hơn một năm mới có thể bán, thì những cây sứ hoa màu hồng phấn được trồng trong thời gian khoảng 6 tháng là có thể bán với giá khoảng 50.000 đồng một cây. Riêng những cây có chiều cao từ 1 mét trở lên có giá bán từ 300.000 đến 500.000 đồng. Đặc biệt, có cây giá bán lên đến vài chục triệu đồng nếu có bộ gốc, dáng thế và hoa nhiều. Tuy nhiên, giống hoa sứ này khó trồng hơn giống hoa sứ thông thường nên hiện số lượng vẫn chưa nhiều. Nhưng do giống hoa sứ này có hoa quanh năm, hoa có nhiều lớp, nhìn rất đẹp mắt nên mặc dù giá cao nhưng vẫn được nhiều người tìm mua. Một thông tin vui dành cho bà con khi mà giá cam sành đã tăng trở lại. Hơn 3 tháng qua, giá cam sành ở các vùng chuyên canh tại đồng bằng sông Cửu Long thấp ở mức kỷ lục. Nhiều nhà vườn đã vô cùng lo lắng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, giá cam đã tăng trở lại, nông dân rất phấn khởi. Thế nhưng ở một số nơi thì nhà vườn không còn cam để bán. Dân, trước đó thì giá cam xô tại vườn ở mức là 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Giá cam loại 1 giá là 5.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng cam bị lỗ nặng, phải neo cam lại chờ giá. Hiện tại, theo khảo sát tại một số nhà vườn tại đồng bằng sông Cửu Long, giá cam hiện tại thương lái mua xô ở mức 8.000 đồng một ký, cam loại 1 tăng lên 10.000 đồng một ký. Đa phần, người dân phấn khởi và hy vọng để đầu tư cho vụ sau. Nhiều nhà vườn trồng cam có kinh nghiệm cho biết có thể cam vẫn sẽ tiếp tục tăng giá cho đến thời điểm Tết và ra Tết, bởi đây là thời điểm lượng cam tiêu thụ sẽ rất lớn trong khi nguồn cung còn ít. Ở miền Tây thì cây cam, cây bưởi đã gắn liền với đời sống người dân.
cây có múi đã giúp cho nhiều nhà vườn trở thành tỷ phú. Như vài năm trở lại đây, nông dân tỉnh Bến Tre phát triển mạnh mô hình trồng bưởi da xanh, cây thế mạnh của tỉnh này có lợi thế xuất khẩu. Nhờ trồng cây đặc sản này, nhiều nhà vườn ở đây đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như là hộ của anh Đàm Văn Long ở ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Những năm gần đây, vườn bưởi của anh Long cho thu hoạch khoảng 30 tấn trái, với giá bán bình quân là 40.000 đồng một ký, thu nhập mang lại cho gia đình của anh là hơn 1 tỷ đồng một năm. Có điều gì đặc biệt ở mô hình trồng bưởi của nông dân này? Xin được mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Năm 2015, thấy trồng bưởi da xanh có triển vọng, anh Long liền mua bưởi giống ở xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre về trồng thử nghiệm, xen trong vườn nhà. Không ngờ cây bưởi da xanh dần bén rễ tốt và cho trái rất sai. Từ đó, anh Long tiếp tục nhân giống, trồng hết diện tích đất của gia đình. Khi cây bưởi cho trái ổn định, anh phá bỏ hết các cây nhãn, cây ca cao để chuyên canh cây bưởi da xanh. Hiện trên tổng diện tích 3 hectare trồng bưởi da xanh, đã có 1 hectare cho trái ổn định. Theo anh Long chia sẻ, trồng bưởi da xanh quan trọng nhất là cây giống. Muốn đạt được hiệu quả cao khi trồng bưởi da xanh, phải tuân thủ theo lịch trình bón phân, chăm sóc, trong đó ưu tiên sử dụng phân hữu cơ. Nói thì nói kinh nghiệm thì cá nhân như thế nào chứ cũng phải đi học tập về chuyển giao khoa học kỹ thuật của nhà nước cũng như là các đội ngũ kỹ sư hướng dẫn. Cái thứ hai mình cũng phải đi sâu sắc vô cái cây trồng mình. Mô hình chuyển đổi vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái đặc sản của anh Đàm Văn Long là một hướng đi đúng tại địa phương, nhưng đồng thời cũng là động lực để bà con nông dân tìm tòi, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất để đạt được giá trị kinh tế cao hơn. Anh Sơn hiện nay đang ở miền Tây thôi thì chúng ta giới thiệu đến bà con ở các vùng miền khác về không khí chợ cá đồng ở miền Tây vào mùa nước nổi luôn. Dân, khai thác thủy sản mùa cá ra sông sau mùa nước nổi thì những cái phiên chợ cá đồng nhóm họp được xem là một nét đặc trưng ở các vùng quê ở miền Tây sông nước. Vào mùa này, các chợ biên giới tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp dành hẳn một khu để chuyên mua bán cá đồng vừa được đánh bắt. Và hiển nhiên, tại khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ mua người bán bởi vì đồ đồng luôn là một đặc sản thu hút người mua. Đây là khu vực chuyên mua bán cá đồng trên địa bàn xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự. Dù có khoảng chục tiểu thương mua bán, nhưng không khí nơi đây luôn đông đúc người mua. Bởi mùa này, chợ bày bán nhiều mặt hàng cá đồng vừa được các ngư dân đánh bắt về. Với các bà nội trợ, mùa này cá đồng là thực đơn được lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người còn mua với số lượng nhiều các loại cá lăng, cá chèn để làm khô dự trữ. Cá đồng mùa lũ rút thường là cá lớn. Do vậy, sau các chuyến đánh bắt cũng giúp ngư dân có thêm thu nhập cao hơn. Trung bình mỗi phương tiện kiếm vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng. Anh Sơn Hiền có đồng ý với tôi là việc đi chợ mua cá đồng là một kiểu du lịch để cảm nhận và thưởng thức loại đặc sản thiên nhiên của miền Tây hay không? Dân, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Quỳnh Loan về điều này. Điều đó là quá thực tế nếu du khách muốn khám phá miền Tây từ những nét riêng rất đơn giản và mộc mạc đến yên bình. Còn bây giờ là tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Thưa quý khán giả, không khí sản xuất và sinh hoạt của người dân ở tỉnh Lâm Đồng, một trong những tỉnh vùng Tây Nguyên phát triển mạnh công nghệ cao. Thưa quý khán giả, cà phê được trồng và phát triển tốt ở vùng Tây Nguyên bởi vì độ cao của đồi núi so với mặt nước biển đủ tiêu chuẩn để cho cây cà phê đơm qua đậu trái, đạt được giá trị xuất khẩu cao. Thế nhưng giá trị thực sự của hạt cà phê mang về dường như chưa tương xứng do là chúng ta còn chế biến thô quá nhiều. Nhưng cà phê Lâm Đồng chủ yếu là sơ chế thành cà phê nhân mà chưa chú trọng sản xuất ra sản phẩm rang xay. Để nâng tầm giá trị sản phẩm của mình, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp và cá nhân bắt đầu chú trọng phát triển, làm cho lĩnh vực này ngày càng sôi động. Từ đấy tạo ra giá trị cho thương hiệu cà phê Lâm Đồng. Hầu hết các loại cà phê đang được sản xuất ở Lâm Đồng đều được làm từ 100% hạt cà phê nguyên chất. Sau quá trình sơ chế và phân loại, hạt cà phê được rang trên máy rang công nghệ và cho ra đời những sản phẩm cà phê chất lượng nhận được đánh giá cao của thị trường. Trước đây, nông dân chưa chú trọng sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn thế giới nên hiệu quả chưa cao và bị thương lái ép giá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, rất nhiều nông dân đã ý thức được việc liên kết với các doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm chất lượng và giá cả cũng ổn định hơn. Vì các nông hộ liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất cà phê, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, tăng thu nhập, bảo vệ môi trường.
Chương trình OCOB, mỗi xã một sản phẩm, Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch triển khai đến năm 2020 với tổng kinh phí là hơn 13 tỷ đồng. Trong đó thì ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 8 tỷ đồng, còn lại hơn 5 tỷ đồng vốn đối ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình tham gia chương trình. Các hạng mục cụ thể trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOB được ngân sách nhà nước hỗ trợ gồm 100% kinh phí tuyên truyền tập huấn, 50% kinh phí phát triển sản phẩm OCOB với mức tối đa 200 triệu đồng một sản phẩm, 100% kinh phí đánh giá xếp hạng sản phẩm, không quá 5 triệu đồng một sản phẩm, không quá 25 triệu đồng chi phí vận chuyển hàng hóa, thuê gian hàng hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm đối với mỗi đơn vị tham gia. Chương trình OCOB Lâm Đồng thực hiện 3 nguyên tắc: phát triển sản phẩm đặc trưng ở địa phương được chấp thuận ở cấp độ toàn cầu, tổ chức sản xuất theo phương châm tự lực, tự tin và sáng tạo đạt hiệu quả cao nhất, đào tạo nguồn nhân lực thực hành từ khâu tạo dựng nguyên liệu đến khâu sản xuất, chế biến và xúc tiến thương mại. Thưa quý khán giả và bà con, là tỉnh đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch, hỗ trợ vốn và chú trọng kêu gọi đầu tư doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất trên địa bàn. Từ đó, người nông dân cũng thay đổi tư duy sản xuất, tạo ra giá trị cao hơn. Mà một khi đời sống nông dân cao hơn từ mảnh vườn thửa ruộng của mình, thì bộ mặt nông thôn tự ắt là sẽ khang trang và phát triển. Tại các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng, nông dân đang đưa vào sản xuất công nghệ cao ngày càng bài bản và chuyên sâu. Đơn cử là huyện Đơn Dương. Mời quý khán giả và bà con xem phóng sự sau. Huyện Đơn Dương là địa phương có thế mạnh về canh tác các loại rau củ, quả từ bấy lâu nay. Với sự nỗ lực bắt nguồn từ nhiều phía, đến nay, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao ở Đơn Dương chiếm tỷ lệ trên 80%, tương đương khoảng gần 10.000 hecta. Năng suất rau thương phẩm trung bình đạt 336 tạ một hecta. Hiện toàn huyện có trên 300 hecta cây trồng các loại được chứng nhận Việt Gáp. Sản xuất nông sản hữu cơ bước đầu được triển khai với quy mô hộ gia đình. Những nỗ lực trên đã góp phần rất lớn nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác ở địa phương này. Tính đến đầu năm 2018, giá trị sản xuất ở huyện Đơn Dương đạt bình quân 200 triệu đồng một hectare một năm. Riêng với diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu nhập đạt từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một hectare một năm. Tôi mới quyết định tôi làm nhà lưới, nhà kính để mình chủ động được, thứ nhất là cái vụ, thời vụ cây trồng. Thứ hai là mình cũng được, mình che chắn được mưa, cho nó khỏi như bón phân, nó không có bị rửa trôi, rồi côn trùng nó không có tấn công được vào cái trong cái cây trồng của mình, thì nó đạt được cái hiệu quả cao hơn. Ngoài trồng trọt, thì chăn nuôi bò sữa cũng là lĩnh vực thế mạnh được nhiều nông hộ tập trung đầu tư. Nhất là vài năm trở lại đây, trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp chuyên thu mua, chế biến sữa tươi ở địa phương, bà con ngày càng ý thức trong việc nâng cao quy trình chăn nuôi tiên tiến, đầu tư cơ sở hạ tầng và con giống đảm bảo. Hiện toàn huyện Đơn Dương có gần 12.500 con bò sữa, với sản lượng sữa tươi bình quân là trên 80 tấn một ngày. Nhà nông Ma Hồng ở xã Ca Đô, huyện Đơn Dương cho biết, để tạo thế chân chuyền trong sản xuất nông nghiệp, gia đình chị đã đầu tư theo mô hình nuôi, trồng, kết hợp. Trong đó, ngoài rau xanh và cây dài ngày, nhà nông này còn nuôi 11 con bò sữa. Đầu tư như thế đã giúp gia đình Ma Hồng có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Cũng đi học hỏi những người mà nuôi trước mình mấy năm về trước, họ có kinh nghiệm. Chăn nuôi nói chung thì cái thu nhập của mình hàng ngày không nhiều cũng ít. Như vậy, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, huyện Đơn Dương không chỉ nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, mà còn tạo tiền đề để nhiều hướng đầu tư khoa học phát triển. Từ thói quen sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kỹ thuật đơn sơ, dần dần cũng xuất hiện những nông dân biết áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, quy mô được nâng lên, đặc biệt là có ý thức tìm đầu mối liên kết để tiêu thụ nông sản. Và điều này đã nói lên nhận thức của nhà nông đã thích nghi được với nông nghiệp 4.0. Họ biết được tầm quan trọng của việc làm sạch nông sản, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và chính mình. Bản tin 365 ngày chuyển động đến đây cũng xin được kết thúc. Nếu có ý kiến góp ý hay muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, bà con liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đang hiện trên màn hình. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai.